Cái nhà này dự kiến thì cần bao lâu rồi xong anh? Nếu mà vật liệu nắng mưa không mưa ấy, vật liệu lên đủ hết nhà này thì có bảy người, có bảy thợ làm thì nó chắc là nó phải hết suốt tháng. Suốt tháng rồi. Hoàn thiện. Thưa quý ông bà, thì đây là món quà của cô giáo tên là gửi đến cho hai anh em. Thì giờ cháu sẽ bóc món quà ra. À, là ngoài món quà của cô giáo tên ở Hà Nội ra thì vừa rồi cháu có nhận được một món quà nữa là từ cô Quang Hương, là gửi đến cho hai anh em Hương Thuận với số tiền là 2. Cháu nghi em xin biết chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, thì hôm nay cháu nghi em có một món quà từ một cô giáo tên ở Bắc Ninh là gửi đến cho anh em Hương Thuận, quý ông bà với cả cháu. Cũng khá lâu rồi không lên nhà anh em Hương Thuận, hôm nay cháu có món quà của cô thì cháu cũng muốn lên gửi món quà đến cho anh em Hương Thuận, cũng như là thông báo về hôm nọ cháu có nhận được một khoản tiền thì nội dung như nào thì tí cháu gặp anh em Hương Thuận thì cháu sẽ chia sẻ rõ hơn để cho quý ông bà, cô chú và anh chị được biết. Hiện tại thì nhà của em Hương thì cũng đã khởi công xây dựng rồi quý ông bà. Các anh thợ là làm 2-3 ngày nay thì cũng được phần móng, cũng giờ cũng gần xong phần móng rồi. Em chào các anh nha. Vâng. Làm nhanh nha anh nhỉ. Cái này là không nhanh đâu, 4 ngày 5 ngày đấy. Anh là thợ chính anh nhỉ, anh là. Vâng. Anh tên gì em lại quên mất rồi. Anh trưởng, anh chào các ông các bà tí này. Chào các ông các bà với các anh chị các cô chú nhá. Đang thi công cho hai anh em nhà Hương Thuận. Dạ. Cái móng là cũng đang sát hết anh. Vâng. Cái nhà này làm mấy phòng ngủ đấy anh? 3 phòng. À, 3 phòng ngủ luôn. Mỗi phòng là 2m kia. Từ ngang 3m. Thế là bếp, là không gian bếp là bên cạnh, là bên ngoài bên kia. Có cả nhà vệ sinh luôn đấy. À, thế là bếp với nhà vệ sinh là ở trung gian bên ngoài này à? Vâng. Đấy, chắc được một phòng ngủ. Còn như kia 2 phòng nữa. Không, cái này là bếp. À, bếp à? Bếp với phòng ngủ bên kia 3 phòng ngủ. Bên kia 3 phòng ngủ á, đủ không? Đủ. À. Mỗi phòng 2m5. Mỗi phòng 2m5 này. Là bên này, không gian bên này là bếp đấy anh? Bếp. Nhưng mà nhìn cái này thì bây giờ nó hẹp thôi nhỉ, khi mà làm xong nó rộng á. Vâng, mình lên móng phát là mình lấy tường ra khỏi bên ấy thì nó sẽ rộng hơn. Thì bây giờ mình nó cứ hình dung ra máy thì nó, lúc mình lên tường thì nó sẽ rộng hơn. Này, nhà của em Hương này à. Nhưng quý ông bà cũng có thể thấy là rất là rộng. Khi làm trong nhà thì phòng khách này có thể là ngồi được gồm 4-5 mâm đấy. Phòng khách này anh? Còn phòng khách này. Phòng khách là có tầm bao nhiêu mét vuông? Đây là chiều sâu xuống là 6m, còn chiều dài ra là 4m rưỡi. Ừ. Trong vòng phòng khách này là có thể là muốn ngồi được khoảng 4-5 mâm đấy, 5 mâm đấy. Vâng. Đây quý ông bà, đằng sau này thì cũng đã kè chắc chắn hết rồi. Cái kè này cũng là anh Thưởng làm quý ông bà. Kè này cao 3m. Kè này là xây cho nó bằng cái phần đất cắt. Đất cắt đây quý ông bà, vì là cái phần đất cắt thì nó rất là yếu. Còn cái đoạn như kia là đất đỏ rồi, nên là bây giờ có nắng mưa thì cũng không sợ nữa. Vì nền đất thì cũng rất chắc. Cái phần bên dưới thì nó mới là nguy hiểm thôi. Chứ đến cái phần đất đỏ trên kia thì là đất không sợ rồi quý ông bà. Các anh có 3 người làm thế à? Hôm nay ở trong thôn này nó có việc một tí rồi nó nghỉ. À, thế bình thường là vẫn đông hơn. Có 7 người. Có 7 người. Cái nhà này dự kiến thì cần bao lâu rồi xong anh? Nếu mà vật liệu nắng mưa không mưa ấy, vật liệu lên đủ là hết nhà này thì có bảy người, có bảy thợ làm thì nó chắc là nó phải hết suốt tháng. Suốt tháng rồi. Hoàn thiện. Thì sợ mưa thôi anh nhỉ? Mưa thì nói chung ra mưa thì
mình không làm được thôi, chứ còn nếu mà vật liệu thì vẫn về tốt. Vâng. Mưa là không làm được. Anh làm thông trưa luôn rồi đấy. Làm thông trưa. Ông nội kề thì ông làm thông trưa mà. Vâng, ông nội kề thì mấy anh toàn làm thông trưa. Các anh là làm rất nhiệt tình, quý ông bà cứ sáng dậy ăn mì tôm. Thông trưa làm cũng ăn mì tôm. Cái này thì buổi sáng thì còn mát anh nhỉ, chiều là mặt trời quay sang hướng kia là nắng cả ngày nhỉ. Cứ tầm 9 giờ là bắt đầu phơi đến cả ngày luôn. Đúng rồi, bây giờ là bắt đầu là nắng đến tối luôn. Tối đến tận 4-5 giờ luôn quý ông bà, bởi vì là mặt trời nó đi vào hướng bên kia là không có ngọn núi nào để che khuất nữa rồi. Chắc là có phải trăng bạt rồi không mày nữa ấy? Trăng bạt đang làm kè không? Chắc phải trăng. Chắc phải trăng ở đằng trước này anh nhỉ? Vâng. Thế là hai anh em hình cận cuối cùng cũng đã được làm nhà rồi quý ông bà. Rất là vất vả cho hai anh em, bởi vì là ngày trước là khi mà đào chỗ này xuống thì lại gặp nền đất yếu, đất cắt nên là lại phải xây thêm kè nữa. Ở chỗ em Hương này thì hầu như ở khu vực này thì chỗ nào cũng toàn đất cắt thôi anh nhỉ. Vâng. Thế là tìm được cái đất cỏ đất thì không việc gì đâu mà đất này. Vâng. Cái này thì bây giờ làm kè xong thì chắc không sợ gì nữa rồi. Không gì à? Kè này là đổ hẳn bê tông luôn, chứ không phải là kè bằng đá nữa. Nên là rất là yên tâm quý ông bà. Móng này chảy móng nổi. Vâng. Sau này nó đỡ bị ẩm nhà. À. Móng chìm thì sau này nếu mà mình không làm được gánh thấp thì nó hay bị ẩm nhà. À, gánh chìm là nó mưa mà. Nó thấp quá ấy, đúng không? Móng nổi thì là nó không ẩm. À. Cái sợ này thì nói chung là em không biết thì anh làm anh tính toán cho mà. Vâng. Làm mà tìm được các anh trở có tên thì cũng rất là mừng cho ông bà. Các anh cũng tính toán hết cho nhà Hương rồi. Vâng. Thì em còn nhỏ không biết gì hết. Vâng. Để làm móng chim là sau này sẽ bị khi mà giống ẩm nhà thì sẽ bị ẩm, nên là làm móng nổi thì nền nó sẽ bị cao, nó sẽ cao lên anh nhỉ. 30 phân. Cao 30 phân à. Thế thì nắng mưa không việc gì, không sợ gì rồi nhỉ. Không phải làm giấy cái này hay là. À, sau này đấy phải làm giấy cho nhà. Không, sau này làm thấp quá sau này lại phải làm thêm cái giấy cho nhà. Nhà nó bị ẩm chứ ông bà. Nhà anh trưởng là cũng ở gần đây luôn này. Nhà anh cách đây một cây mà, bên kia mà. À, đi xuống bên dưới kìa. Quyền với Trịnh đến rồi. À, vừa mới tin là đến nhà anh rồi. Hưng là đang ở nhà kia này, đang nhà kia. Chắc lại đi lấy cỏ, hay đi chăn dê. Hôm nay chắc em đi học thì đến được ở nhà lấy cái kia. Vâng. Chăn dê. Vâng. Lấy em mua mấy chai nước ở đây để các anh uống nhé. Vâng, cảm ơn nhé. Dạ vâng. Lấy cái gì? Cũng lên đây mua cho canh mấy chai nước để canh uống với ông bà. À em lên trên nhà Hương tí nãy em mua hai quả bầu tí cho anh lấy làm canh nhé. Vâng, cảm ơn nhé. Vâng. Tí có gì giờ thì cháu Nghiêm sẽ lên trên nhà Hương của ông bà để lấy. Cháu Nghiêm dưới huyện lên thì cũng không có gì đâu, phải là mua lấy cho các anh hai quả bầu để cho các anh làm canh nấu ăn. Nắng nóng thế này có canh bầu thì uống để ăn thì nó sẽ mát hơn chứ không bạn. Chưa mà ngủ ở cái lán này thì rất là nóng, chắc là không ngủ được đấy. Nên là các anh ấy bảo là làm thông trưa luôn.
các anh thợ vùng cao bên thôn cháu thì rất là nhiệt tình với ông bà. Nói chung đội thợ nào thế, như đội thợ A Phúc các thứ thì cũng rất là nhiệt tình luôn. Còn bây giờ cháu sẽ lên trên nhà và gửi món quà đến cho hai em Hương Thuận với ông bà. Hôm nay thì nắng, đường lên nhà trên của em Hương thì đi cũng dễ hơn với ông bà. Đã đi lên được một đoạn thì cháu sẽ để xe bên kia xong để bộ đoạn. Có bán những sản phẩm là chè cổ thụ, mật ong khoái rừng, mật ong bạc hà và lá mắt gan. Thì cháu cũng muốn là mở một cái gian hàng nhỏ nhỏ, khi mà cháu bán được hàng thì cháu sẽ trích phần trăm lợi nhuận để đi khi cháu chia sẻ những hoàn cảnh mà chưa nhận được sự hỗ trợ từ quý ông bà cô chú và anh chị, thì cháu sẽ trích một phần lợi nhuận từ cái việc bán hàng ở trên gian hàng nhỏ nhỏ của cháu để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì cái chè cổ thụ này thì quý ông bà cũng biết là trên vùng cao của cháu thì sản phẩm chè cổ thụ này sử dụng rất là ngon và uống rất là thơm của ông bà. Thứ hai thì cháu có bán sản phẩm là mật ong khoái rừng. Cái sản phẩm này thì rất là tốt cho sức khỏe, khi mà quý ông bà bị đau dạ dày thì có thể pha với cả bột nghệ uống mỗi buổi sáng hoặc là uống trước bữa ăn, thì cũng có thể là ngâm với hoa đu đủ được để chữa cho bệnh ho, bệnh ung thư. Sản phẩm này thì khi mà quý ông bà nhận hàng từ cho cháu thì quý ông bà có thể bóc cái chai lên và test thử. Nếu mà không chuẩn mật ong khoái rừng tự nhiên thì khi mà quý ông bà rót xuống thì nó sẽ bị hòa tan trong nước. Còn nếu mà khi quý ông bà nhận sản phẩm mật ong của cháu thì đúng chuẩn mật ong khoái rừng tự nhiên 100% thì khi quý ông bà rót ra thì sẽ không bị hòa tan trong nước và nó sẽ đọng lại một chỗ quý ông bà. Còn sản phẩm thứ ba mà cháu đang bán trên gian hàng của cháu đấy là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá mắt gan này thì hiện tại cháu bán đang rất là được nhiều quý ông bà tin tưởng và ủng hộ. Sau khi quý ông bà đã mua rồi thì cũng rất là nhiều quý ông bà đã gọi lại cho cháu và đặt mua lại, bởi vì sản phẩm này thì mùa hè nắng nóng quý ông bà bị nhiệt miệng, nóng trong người hay là bị nóng gan thì quý ông bà sử dụng cái sản phẩm này uống thay nước mỗi ngày. Đặc biệt hơn nữa là khi mà quý ông bà cô chú và anh chị tính chất công việc tiếp xúc với khách hàng nhiều, uống rượu bia hàng ngày, thì quý ông bà có thể đun cái sản phẩm lá mắt gan này uống rất là tốt, thải độc gan rất là tốt và bảo vệ lá gan của quý ông bà. Công dụng của cây lá mắt gan này là giúp mắt gan lợi mật, giải độc gan, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao và gan nhiễm mỡ quý ông bà. Cách dùng của sản phẩm này thì rất là đơn giản thôi, quý ông bà đun và uống thay nước hàng ngày, bởi vì sản phẩm này nó không có hại gì cho sức khỏe mà nó lại rất tốt cho gan quý ông bà. Còn bây giờ cháu xin mời quý ông bà cô chú và anh chị xem tiếp nội dung trên kênh của cháu ạ. Đoạn đường thế này thì không xe không lên đường được với ông bà, nên là cháu sẽ để xe ở đây xong rồi đi bộ lên. Hôm nay chả biết là Thuận có ở nhà không, chắc là được nghỉ hè rồi với ông bà. Hương ơi, em làm gì em? Mấy băm rau lợn, mấy băm rau lợn mới mua à Hương? Hương ơi, mấy băm rau lợn mới mua à?
Ôi, đi lên cái đoạn đường này mệt quá. Đi xe đấy. Anh đi xe lên đến đoạn dưới kia. Hôm nọ mới sửa đường à? Mới đào đường mới à? Nội mới đào. Cái này lấy làm gì ấy? Em lấy cho trâu ấy. Trâu á? Một qua. Đó, em lấy cái máy kia. Chào các ông các bà đi. Vâng, con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Hôm qua em đào cái móng lại đổ cái phát ấy, vô lấy cọc trâu. Không lấy được à? Một mình nhiều việc quá nhỉ. Thuận đâu em? Biết đi đâu rồi? Không ở nhà. Không, không thấy được rồi. Hôm nay có họp không? Hôm nay không có đi họp. Chắc anh thợ cũng làm nhanh nhỉ. Thế à, làm à, xong sát hết ở móng rồi. Vâng. Đây à, các quả tóc giống anh đấy. Vâng. Để thế mát nhỉ. Vâng. Cái máy băm rau lợn kia băm cỏ thì sao được? Chắc là được anh ạ. Rau hơi mỏng anh ạ. Rau mỏng á? Vâng. À, thế là thế thì không băm cỏ trâu được đâu nhỉ? Băm lá chuối này chắc được nhỉ? Chuối thì được. Cỏ trâu thì không được. Hôm nay đủ chưa? Đủ rồi, con sẽ ăn được bằng ngày thôi. Thế nào? Đây để anh con lửa đi. Hết lửa. Ôi, cảm ơn. Cái máy này mới mua à? Đó, anh Cương à, công tiền cho đây là tôi bỏ anh Cương được công các bạn tiền là anh Cương điện yếu nhỉ, không bị vượt điện đấy à, vượt dây điện này. Cái này sao? Tí cũng được mà. Dạ. Bảo băm cho trâu băm già già tí cũng được mà. Cho trâu à? Cái này cho trâu chứ. Vâng. Thì băm già già một tí cũng được mà. Tuột rồi, tuột rồi. Băm cho trâu em băm già tí nó cũng ăn được mà. Vâng. Sợ em băm nhỏ quá nó khó ăn đấy. Lại kẹt hay sao ấy? Trên này điện cũng yếu thương nhỉ. Cái này điện yếu nhỉ. À cái dao này nhìn hơi mỏng thật. Cái này chỉ để băm rau lợn thôi. Cái này em để trâu ấy. Ờ. Cho trâu thì cho nó giảm tí tí được. Đúng rồi, băm cho trâu cho già tí.
Làm cái này Hương phải hết sức cẩn thận nhá. Máy móc này nguy hiểm lắm ấy. Cứ tuột, em lấy buộc vào đi. Ôi rồi ôi, em Thuận đi đâu về đây? Anh chào em nha. Chào anh. Rồi, Thuận chào công các bà đi. Anh chào công các bà. Rồi, Thuận đâu về đây? Anh về. À, Thuận dạo này gầy lắm rồi nha. Sữa hôm nọ uống hết chưa? Uống hết rồi nhỉ. Một thùng hết à? Ôi giời. Nãy anh tưởng con anh không mua lên thế, để mai kia anh mua lên nhá. Nọ thì được quý ông bà gửi tiền bảo là mua sữa với cả mua đồ ăn cho anh em Hương quý ông bà, thì nãy cháu cứ tưởng còn nên là không mua, chắc là mai kia cháu lên thì cháu sẽ mua lên. Cái này đủ ăn cả ngày ở đây Hương nhỉ? Cháu ơi. Hả? Chắc là đủ rồi. Tí nữa này cháu sẽ ăn cỏ Hôm nay Thuận có quà đấy, quà của bà gửi lên cho Thuận đấy. Tí vào nhà xong à, mình bóc ra cho. Thuận nhiều vòng đẹp thế nhỉ? Thế cái này không cho ăn à Hương? Cỏ đấy còn đây. Cái này phải lấy cái ấy nhỉ? Thưa quý ông bà, thì đây là món quà của cô giáo tên là gửi đến cho hai anh em. Thì giờ cháu sẽ bóc món quà ra. Mú này, mú của Thuận, mú này đấy, lại có con lợn rồi. À đây, cái bàn chà rồi. Ừ, là có con lợn mới rồi. Thích không, Thuận thích không? Đây, một hộp sữa nữa, sữa này thì tí anh sẽ chỉ cho Hương cách pha cho Thuận uống nhá. Thuận đố Thuận biết đây là gì? Sờ thế nào? Biết là gì không? Không á? Tiền. Tiền. Rất là nhiều tiền. Tiền này Thuận này để ăn sáng nhá. Mới sáng đi học là Thuận này. Đây kẹp tóc này. Nhiều. Nhiều. Đấy, cái này là Thuận cái đấy thôi. Dùng cái kia đã à Thuận? Cái này cắt à? Cắt này. Đây là kẹp tóc của ông bà. Hôm nọ thì hai con chúng rồi cũng như cái này. Này, để đây nhá. Tiền, đây là tiền cho Thuận ăn sáng nhá. Bà gửi cho Thuận rất là nhiều tiền. Đấy, này. Lấy tiền đi. Cái này là áo mưa này Hương này. Đi đâu thì mặc vào nhé. Đây nữa. Đây là dép. Đây là dầu gội. Dầu gội này thì rất là Hương này. Dép này. Dép này chắc Hương cho Hương mặc lao động à, đeo đi để đi lao động hay là đeo đi để. Đây là quần áo. Nhiều quần áo. Hương
thử ra kia thay xem vừa không để cho vào. Ừ. Em cứ mặc vào đi, mặc thay vào. Mặc áo vào. Cái này tí bảo anh cất đi nhá, xong là ngày sáng là Thuận đi học nhé. Ừ, vừa luôn rồi, khám. Đấy, rất là đẹp luôn. Ê, đứng lên xem này, em đứng lên này. Vừa sai luôn nhỉ. Thương là cũng ngang ngang với anh, người cũng to to như anh nhỉ. Đây là quần lao động này. Em đi lao động một mặt. À đấy, quần lao động. Đây áo lao động này. Áo này thì em mặc vào nhé. Toàn quần áo mới cô gửi lên cho Hương ấy. Đây quần. Đấy, đây một bộ nữa. Bây giờ làm nhà ấy thì em phải mặc mấy bộ này để cho nắng. Đây là thư cô viết gửi cho. Cô có viết cho một lá thư là Bắc Ninh ngày 6 tháng 4 2024, bà giấu tên Bắc Ninh. Bà gửi cho hai anh em Hương Thuận là bà thương hai anh em quá, phải gánh vác hết các công việc nặng nhọc, cố gắng lên cháu Hương nhé, sắp có nhà mới rồi. Bà rất vui vì bà đã theo dõi cuộc sống của hai con từ đầu đến giờ. Giữ gìn sức khỏe nhé con, đừng cố quá ốm khổ thân khi bố mẹ không còn. Hôm nay bà gửi cho con Hưng hai bộ quần áo dài và hai bộ quần áo cọc, cả đôi dép nữa để mặc mùa hè nhé. Bà gửi cho Thuận một hộp sữa để uống, ngày uống hai cốc, mỗi cốc pha nước ấm với bốn muỗng ở trong hộp sữa. Bà gửi cho Thuận 200.000 để mỗi hôm đi học mang đi mấy nghìn nhé. Hương ơi, đầu năm bà đã góp tiền để con mua xe máy rồi. Con bảo với em Thuận bảo bao giờ làm xong nhà mới bà sẽ cho tiền để mua xe đạp cho Thuận con nhé. Hai con cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bà thương hai con lắm, bà luôn theo dõi cuộc sống của hai con. Bà giúp được gì bà sẽ giúp. Chào hai con. Đây là bức thư của cô giấu tên. Cô giấu tên này thì chắc là Hương cũng biết rồi nhỉ. Cô giấu tên ở Bắc Ninh là gửi nhiều món quà đến cho hai anh em. Thì Hương gửi lời cảm ơn đến cô giấu tên này. Con xin được gửi lời tới bà giấu tên ở Bắc Ninh ạ. Con thì cũng đã nhận được phần quà của cô của bà và cũng hết sức là to lớn với anh em chúng con. Bà cũng đã gửi cho anh em chúng con rất là nhiều quà. Con cũng xin được cảm ơn bà rất là nhiều. Và đặc biệt là con chúc bà sức khỏe, có thật nhiều sức khỏe. Và mấy đứa khi mà có điều kiện rồi thì là con sẽ cùng Thuận, mấy đứa Thuận lớn rồi con sẽ cùng Thuận xuống Bắc Ninh để thăm bà. Và con cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Nào Thuận, con cảm ơn bà đi. Mình nước Thuận nó lên rồi cho Thuận đi xuống dưới kia. À, xuống xuống bà. Cảm ơn bà đầu tiên, con chúc bà có bình có nhiều sức khỏe và gặp đi cho con mắng ra cuộc sống ạ. Rồi. Thì Tống Nghiêm cũng thay mặt cho em Hương cũng Thuận và bản thân cháu Nghiêm cũng gửi lời cảm ơn đến cô giáo tên ở Bắc Ninh đã gửi những món quà rất là ý nghĩa đến cho hai anh em. Đó cũng chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Thì đây là phần quà của cô. Thì sữa này thì em pha cho Thuận uống nhé. Vâng ạ. Ngày uống hai cốc, sáng một cốc, tối một cốc, thôi là pha với nước ấm. Một cốc thì em cho 4 cái muỗng ở trong này nhé. Và là ngoài món quà của cô giáo tên ở Hà Nội ra thì vừa rồi cháu có nhận được một món quà nữa là từ cô Quang Hương, là gửi đến cho hai anh em Hương Thuận với số tiền là 2 triệu với ông bà. Thì ngày trước cháu cũng nhận được tiền từ cô giáo tên ở Hà Nội ấy, thì là gửi cho hai anh em Hương Thuận 1 triệu thì cháu có mua quà lên và số tiền đấy còn dư là 510.000. Ông bà có thể xem ở cái thước phim ở trước cháu chia sẻ về thì sẽ thấy là món quà mà hôm nọ cháu Nghiêm mua lên mua sữa với cả thức ăn lên cho hai anh em. Thì hiện tại chỗ cháu đang cầm của nhà anh em Hương Thuận là 2.510.000 quý ông bà. Thì số tiền này thì các cô cũng dặn cho cháu Nghiêm là
trong thời gian làm nhà này thì Hương với Thuận vất vả, sẽ để số tiền này trong quý, xong là khi nào cháu Nghiêm lên thì sẽ mua sứa hay là mua đồ ăn lên cho hai anh em. Còn sau này cháu chi tiêu còn bao nhiêu, nếu mà còn dư nhiều thì cháu sẽ để cho Hương góp vào tiền làm nhà quý ông bà nhé. Cháu cũng Hương gửi lời cảm ơn đến bà Quang Hương nhỉ. Vâng, con xin được gửi lời tới cảm ơn tới bà Quang Hương ạ. Con đã nhận được quà của bà rồi. Chưa nhận được là gửi đến đây thôi, nhưng mà tiền này thì anh em chỉ ra thông báo thôi, vẫn cũng là chưa mua gì đâu. Con em thì cũng đã nhận được rồi. Là con cũng rất là vui khi nhận được phần quà của bà đã gửi cho anh em chúng con. Con anh em chúng con xin được gửi lời cảm ơn tới bà. Chúc bà và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống bà. Con cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn bà Quang Hương đi. Con cảm ơn bà Quang Hương. Con chúc bà gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Thưa quý ông bà thì bà Quang Hương vừa rồi cũng có gửi cho cháu là với số tiền là 10 triệu quý ông bà, và chia cho những hoàn cảnh mà cháu Nghiêm đi chia sẻ, thì số tiền cho hoàn cảnh nào thì khi nào cháu Nghiêm đi gửi món quà thì cháu sẽ nhắc ở những hoàn cảnh đấy quý ông bà. Cháu cũng rất là cảm ơn bà đã tin tưởng cũng như đồng hành với cháu để gửi gắm những món quà, những phần tiền rất là lớn đến cho những hoàn cảnh mà cháu Nghiêm đi chia sẻ. Rất là thước phim của cháu đến đây cũng khá dài rồi, cháu sẽ xin phép được kết thúc thước phim và di chuyển về với ông bà. Cháu cũng cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị trong thời gian qua đã luôn đồng hành cũng như tin tưởng để gửi những phần quà rất là ý nghĩa, cũng như những phần tiền rất là to lớn đến những hoàn cảnh mà cháu Nghiêm đi chia sẻ. Còn bây giờ cháu xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Chào các bà. Con chào các bà, chào cô các chú ạ.